Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thừa nhận mục tiêu tăng trưởng năm 2023 hết sức khó khăn. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 19 tháng 9 thừa nhận tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt được 3.72%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6.5% đã được đề ra cho năm nay. Theo nhận định của Bloomberg, Việt Nam vốn phụ thuộc vào xuất cảng đã không thể lấy lại động lực kinh tế khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bị suy yếu, trong khi các thị trường lớn như Trung Cộng, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản chống chọi với suy thoái. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023, ông Vương Đình Huệ nói rằng Việt Nam, quốc gia đang phải đối mặt với những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, sẽ phải nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6.5% trong năm nay. Bloomberg dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói, Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay. Vẫn theo lời ông Vương Đình Huệ, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. Trong đó, xuất cảng hàng hóa tiếp tục bị suy giảm, giảm 10% trong 8 tháng đầu năm và là mức giảm mạnh nhất trong cùng kỳ 12 năm trở lại đây. Theo ông Vương Đình Huệ, thị trường trong nước hiện chưa được thúc đẩy hiệu quả và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn gặp khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thu hút vốn FDI vẫn gặp nhiều thách thức trong dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, tình trạng chậm triển khai các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ đang góp phần khiến cho nền kinh tế của Việt Nam bị chậm lại. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam chiêu dụ đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghệ vi mạch. Hãng tin Reuters vào ngày 19 tháng 9 cho biết là chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính diễn ra sau chuyến công du của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội. Theo đó, thì ông Phạm Minh Chính vào chiều ngày 18 tháng 9 theo giờ miền Tây của Hoa Kỳ đã đến trụ sở của một số tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ ở tại Silicon Valley, bao gồm Nvidia, Meta và Synopsys. Lần này thì ông Chính đến Mỹ để dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng trước khi sang New York thì ông đã dừng lại miền Tây và gặp các doanh nhân tại Hoa Kỳ. Tại diễn đàn đầu tư ở tại San Francisco thì ông Chính lập lại rằng Việt Nam mong muốn mở cửa đón tất cả các nhà đầu tư và cam kết tạo điều kiện cho những khoản đầu tư trong tương lai của những tập đoàn như là Nvidia, Synopsys. Và theo thông tấn xã Việt Nam thì nhân chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính, Synopsys đã ký kết được hai biên bản hợp tác về phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch tại Việt Nam và về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. Tập đoàn Meta cũng bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có việc tiếp tục sản xuất các thiết bị của Metaverse vũ trụ ảo. Và tập đoàn Nvidia cho biết là mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nhận lời mời đến thăm Việt Nam. Chiều ngày 19 tháng 9, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Tại cuộc họp, Thủ tướng cảm ơn những đóng góp và sự ủng hộ của Hạ viện Mỹ nói chung và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói riêng đối với quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp, sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào triển khai trên thực tế. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đối phó với biến đổi khí hậu, v.v. Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, cũng như tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul
đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Các nghị sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hai bên ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, đối phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch McCarthy và các hạ nghị sĩ Mỹ sang thăm Việt Nam. Ông McCarthy và các nghị sĩ đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Cũng trong chiều ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai. Tại cuộc gặp, Thủ tướng và đại diện thương mại Hoa Kỳ đều đồng ý việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn mới cho hợp tác sâu rộng giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp để nhanh chóng hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong đó có việc Hoa Kỳ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Ông cũng yêu cầu mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, không áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam trên cơ sở bảo đảm cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi. Ông nhấn mạnh, hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam trong xây dựng chuỗi cung ứng liên quan đến chip bán dẫn. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai nhắc lại những ấn tượng sâu sắc khi đến thăm Việt Nam và chuyến thăm đã giúp bà hiểu thêm rất nhiều về Việt Nam. Bà khẳng định Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương. Bà thông tin về tiến trình và bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia ủng hộ nỗ lực sớm kết thúc đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, viết tắt là IPEF. Việt Nam tăng lên 4 bậc về tự do kinh tế. Theo Viện Fraser của Canada, thì Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia của vùng lãnh thổ về chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng lên 4 bậc so với năm 2022. Chỉ số tự do kinh tế thế giới Economic Freedom of the World Index đo lường cách thức các chính sách thể chế hỗ trợ cho tự do kinh tế. Báo cáo này được Viện Fraser công bố hàng năm với sự hợp tác của Mạng lưới Tự do Kinh tế, một nhóm các viện nghiên cứu giáo dục độc lập ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo chỉ số Global Go-To-Think Tank của Đại học Pennsylvania nhiều lần đánh giá Viện Fraser, Fraser Institute là một trong những tổ chức nghiên cứu phân tích xuất sắc không thuộc Hoa Kỳ ở khu vực Bắc Mỹ. Ông Đinh Tuấn Minh là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giải pháp Thị trường cho các vấn đề kinh tế xã hội, MASE, thuộc mạng lưới của Fraser, nói là việc Việt Nam có xu hướng tăng hạng vững chắc kể từ năm 2015 cho đến nay đã phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường đầy đủ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên thì ông cũng cho rằng so với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam cần nỗ lực để mà tiếp tục đạt được thứ hạng cao hơn. Qua tin tiếp theo thưa quý vị, Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn hàng không. Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không Thế giới 2023 vừa khai mạc vào sáng ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, Bộ này đang rà soát, đánh giá việc thực hiện luật hàng không dân dụng để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển thực tế. Đặc biệt, văn hóa an toàn là nội dung trọng tâm được ngành chú trọng trên toàn hệ thống và tới từng nhân viên. Ông Thắng cũng chỉ rõ, hàng không Việt Nam đang đối mặt với 4 áp lực lớn nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường và quản trị rủi ro. Đây là những thách thức phải vượt qua để phát triển bền vững, mang đến cho người dân dịch vụ an toàn, thuận tiện nhất, cũng như hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam là một điểm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực và quốc tế. Tại hội nghị, Vietnam Airlines cùng với IATA ký kết hiến chương về văn hóa an toàn. Có hơn 320 trại chăn nuôi ở tại Đồng Nai chưa có giấy phép môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vào ngày 20 tháng 9 cho biết sau 4 tháng tổng kiểm tra gần 10.000 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thì cơ quan đã phát hiện hơn 320 trang trại tại Đồng Nai chưa được cấp giấy phép về môi trường. Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo cũng như là gà lớn nhất nước. Tổng số đàn heo tại đây vào khoảng 2.5 triệu con và đàn gà thì khoảng 26 triệu con. Hiện tại địa phương này có 1.457 cơ sở chăn nuôi tập trung và hơn 22.200 cơ sở chăn nuôi tại hộ dân với hai loại chính là heo và gà. Các trại chăn nuôi chưa được cấp giấy phép môi trường, chủ yếu là hợp đồng gia công nuôi heo và gà với các công ty CP Việt Nam, Japta Confit Việt Nam, CJ Vina Agri, chi nhánh Đồng Nai, Sun Chin Vina. Thời gian qua thì nhiều hộ dân sống gần các trang trại đã thường xuyên phản ánh tình trạng xả thải gây ra ô nhiễm môi trường, cũng như là nguồn nước ảnh hưởng đến đời sống của khu dân cư. Các trại chăn nuôi trên chủ yếu nuôi heo và gà nằm trong các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã yêu cầu chính quyền các huyện và thành phố Long Khánh phải kiểm tra và sớm có giải pháp để giải quyết các cơ sở chăn nuôi gia công lớn nhưng chưa được cấp giấy phép môi trường. Người Việt chi hơn 33 triệu Mỹ Kim mua tôm hùm Úc. Thưa quý vị, trong 7 tháng, người Việt chi 51.5 triệu đô la Úc, tương đương với 33.3 triệu Mỹ Kim để mua tôm hùm nước này, tăng hơn 138% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin trên được bà Rebecca Ball, tham tán thương mại và đầu tư cấp cao chính phủ Úc, chia sẻ tại sự kiện tôm hùm Đông Úc lần đầu nhập chính ngạch vào Việt Nam vào chiều ngày 19 tháng 9. Theo bà Rebecca Ball, các sản phẩm hải sản của Úc ngày càng được người Việt Nam ưa chuộng. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, tổng giá trị hải sản xuất cảng từ Úc sang Việt Nam đạt khoảng 65 triệu đô la Úc. Trong đó, tôm hùm chiếm hơn 79%, tương đương với 51.5 triệu đô la Úc, tăng hơn 138%, tức là gấp 2.3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc, xuất chính ngạch lô tôm hùm Đông Úc đầu tiên vào Việt Nam trong tháng 9 là bước đệm giúp kim ngạch xuất cảng hải sản của nước này tăng trong những tháng cuối năm. Trước đó, tôm hùm Tây và Nam Úc vào Việt Nam cũng đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chịu và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồn Việt Television. Chúng tôi xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị.